Vâng, xin chào mọi người. Tối qua ngủ ở Fukushima. Sáng nay hướng về Miyagi. Và đây là cái bãi đổ xe của cái vịnh Shimamatsu. Xe du lịch nội địa cũng có đã đậu ở đây rất là nhiều rồi. Du lịch nội địa đã khởi sắc được các bạn ạ. Rất đẹp. Anh đi đâu Sao mà đây, có sao mặt ở gặp đây nhau vậy? đây? Chào 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 Sao chào tao chào bắt chào tay cái ơi chào chào. Vâng, đây là cái nơi bán đồ ăn. Cái này là Tabe Hồ Đài, ăn thoải mái trong vòng 45 phút, 2.300 yên. Wow, đã rồi. Thôi, ghé vào bên đây cho thứ từ. Đây là cái chợ hải sản cho khu du lịch Shimamatsu đây các bạn. À cái hàm con tắc cô. À dạ, à Nhưng ta con tắc cô cô hả? to ấy, nó À. có cái hàm cái răng của nó. Cắt tóc đây bạn ơi. Cái nóc là một con cá nóc này, cái mình đầu mà ăn để thấy đây cũng học cũng rất là hấp dẫn mọi người nhé. Hạt Hấp dẫn sản của vùng Sendai. à. Món này ngon này. Ê, Hấp dẫn ừ, à. đi Đây đây. à. Đó. 45 phút rồi, 45 phút ăn nổi không? Ăn được. Ok hả? Đi vào đi, tí Rồi nữa rồi ăn. rồi ok. Rồi, ăn hào, nước 45 phút, 2.300 yên. Tất cả là mua bằng máy hết. Rồi, năm hai người. À đây đây, tôi có được, đi để tôi xem. Rồi, thầy bỏ tiền vô luôn. Không có đụng tiền, không có đụng nhân viên. Bảo sợ Covid. Covid. Thoải mái hào xúc cần sẻn hai phải chờ 10 phút được ăn phải chờ 10 phút được ăn Hãy
chính là cái ăn xong mà rồi quay cái khu cò này. Hôm nay ăn được đây xương đổ vỏ ấy, mấy cái xương đổ vỏ ấy rất chịu ấy, hơi ghê. Ăn con là hơi sống không được. Okay. Cái này ai cũng yếu ăn mà tối luôn. Thế luôn rồi. Má ăn như này hào, tối này ra bệnh. Có điều đó. Tối nay là bị hai em bị bỏ như đến cái nào. Thank you.
Cho mọi người xem mặt của Giang sau khi ăn gần 100 con hàu sống như thế nào. Vâng. Cái mặt ấy nó hớn hở và nó thèm thuồng, nó ham muốn đủ các loại. Một cái mặt sau khi ăn hơn 100 con hàu sống nó thèm thuồng, nó ham muốn, nó tươi tỉnh hơn những lúc vừa mệt mỏi. Đây. Thôi tắt nhé. Chia tay mọi người. Rồi. Các đoàn sinh đã lên xe sắp sửa ra về. Đoàn mình cũng vừa ăn hàu nướng 45 phút, ngon lành. Xong, bạn Giang đang đứng kia chuẩn bị lên xe lên đường, tiếp tục hướng về tỉnh Iwate.